Các bác đang được xem cửa hàng lên sóng một con âm ly báo giá sập sàn để anh em chơi luôn. 7,5 triệu giá tại cửa hàng với một siêu phẩm của hãng Pioneer, đó là A900 350W. Những cái watt không phải là cái điều cửa hàng muốn nhắm tới. Mới nhắm tới đây là những cái bộ lòng, bộ mề, bộ tim, bộ gan này các bác nha. 8 con sò than 2 vít, 4 tụ lọc, 2 con nguồn to vật vã, hoạt động hoàn hảo. Đây là con AV size to, không phải là size 42 các bác nha. Con này nó tầm khoảng 46, 47, cửa hàng cũng không nhớ rõ đâu. Chạy 2 cầu loa cộng B. Về để nào anh đi lạc lối, tiết sinh như lần đầu mình gặp nhau dưới đêm trời. Em nghe phương lạnh lùng trong tuyết giá, anh nhắc tên người mình. Nhớ lúc xa xưa bên cầu gió đâu về, mắt em buồn gần ngỡ. Khi em biết anh hình thức là đẹp các bác nha, hình thức là đẹp. Đây thì anh em ghép vang và hát karaoke, nghe nhạc loa to 350W, chạy 2 cầu loa, bề ngang là tầm 46-47, bề sâu cũng như vậy, nếu như cái hình vuông các bạn nhá, cỡ nó tầm gần như những con đế đông 2000. Các bác có nhu cầu thì đến xem, cửa hàng nằm ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông. Và các bác ở xa đặt cọc cửa hàng gói gửi qua bưu điện các bác nha. Giá tại cửa hàng 7,5 triệu, giá cực rẻ cho anh em con AV đời cuối của hãng luôn, A900.